Hôm nay Kim Anh rất vui khi được giới thiệu đến các bạn một điệu nhảy rất là dễ thương, vui nhộn, vừa kết hợp giữa nhảy và vừa kết hợp cả golf nữa, nên rất là đặc biệt dành cho những các bạn nữ biết chơi golf nha. Nào, hãy cùng tham gia nào. Động tác đầu tiên, bước qua trái, một, và cái hông mình cũng qua bên trái luôn, và ngược lại, hai, ba, nhấp một lần nữa nhịp bốn, ngược lại, năm, sáu, ra giữa, bảy, tám, lần nữa nhé, hai, đi, một, hai, trái, trái, phải, trái, giữa, ngang. Tiếp tục, mình sẽ chỉ qua bên phải, một, hai, nắm hai tay lại nhịp ba, nắm hai tay qua trái nhịp bốn, sau đó mình sẽ vòng qua bên phải, năm, chụm nhịp sáu, và một cú swing, bảy, tám,